quay. Hai con dâu tất cả. Mình làm mình quay sau đó mình sẽ thắng màu đều ha. Hành phi cũng vàng rồi các bạn. Mình vớt ra giờ mình thắng màu đều. Giờ mình sẽ lấy màu đều ha các bạn ha. Màu đều mình để lửa ấm ấm thôi nha các bạn. Màu đều cũng xong rồi à. Màu đều cũng xong rồi nè các bạn. Bây giờ mình xay qua mình làm tới cua ha. Mình sẽ lấy gạch cua với lại lợt cua. Ê, là vô còn cái bờ thao nước giùm em cái. Cái này tắt pin rồi ta. Thao nước tắt lại đi. Giờ mình lượt cua với mình lấy gạch cua ra các bạn. Mày nói con gái của mình đây sẽ đúng tóc đi. Mệt quá. Mày nói đi. Con gái của mình đang chơi đúng tóc. Gạch cua với cua mình cũng lượt xong rồi nè các bạn. Đó, giờ mình bắt lên nồi mình xào trước cái gạch cua ha. Cho lên nồi cho nó ấm ấm chứ không mình bỏ mình xào. Thank you.
xào gạch cua xong rồi mình bỏ cái nước cua vô nha các bạn. Hả, để nước cua đó hả? Bỏ nước cua nãy mình mới luộc xong á. Bữa mình ăn là canh bún. Mình chờ cho nước sôi nên mình sẽ bỏ nguyên liệu vô thêm ha các bạn ha. Nguyên liệu của mình là có thịt heo với tôm khô mình xay ra đánh lên với trứng, mình sẽ dít mình vò viên viên mình bỏ vô thêm. Giờ mình chờ đợi cho nước sôi lên. Đây học sinh đi vô giúp cô. Đây. Nước cũng đã sôi ấm ấm rồi các bạn. Cái này là nguyên liệu của mình là cua với lại tôm khô với lại thịt heo. Mình xay nhuyễn ra rồi mình đặt bỏ trứng vô các bạn. Rồi mình dít mình bỏ vô trong đây. Nước viên viên rồi mình bỏ vô. Mình bỏ như vậy mình cho nó sôi nó chín thì mình sẽ nêm nếm nha các bạn ha. Nồi bún riêu của mình xong rồi đó các bạn. Đó, các bạn thấy ngon hấp dẫn. Anh có ăn chưa em múc ra ăn? Em đói không? Sáng em nấu ăn sáng rồi chắc em phải ăn. Thank you.
đổ rau của mình á. Giờ mà trưa là mình cũng mời các bạn ăn bún riêu ha. Đó, giờ mình sẽ bỏ ớt vô. Trưa rồi các bạn, mình ăn bún riêu ha. Ngon không con? Ngon. Nhìn quá hấp dẫn phải không? Dạ. Chắc ăn không? Ăn bún riêu với mẹ đi. Ngon. Thôi, thôi. Chúc ăn cơm hả? Dạ. Rồi, để mẹ ăn. Chúc ăn cơm đi. Quên. Chiều á mình mời các bạn ăn ha. Chiều á mẹ. Chiều con. Sáng mình mua chả, tính mua cơ tìm chả cây mua mà chợ này không có bán. Mẹ làm cơm cho con. Mẹ mẹ nói mình sẽ đi nấu cơm cho con gái của mình ăn. Rồi, nói đi. Mình sẽ đi lấy cơm cho con gái mình ăn. Rồi, mình chào các bạn ha. Các bạn ơi, mình đói bụng quá, mình sẽ ăn cơm nhé. Bye bye, bye, bye. Hẹn gặp lại các cô chú. Nè, con đứng hay là con nói bye bye đi. Bye bye. Hẹn gặp lại các cô chú clip sau. Hẹn gặp lại các cô chú clip sau. Rồi, bye bye.